Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh của Lê Chí Hiểu. Thì hôm nay trên tay của anh Liêm thì đang cầm một cái bị, cái này là cái bị chùm mặt. Chùm mặt các bạn, mình đi lấy ong ruồi các bạn ơi. Lấy ong ruồi nha các bạn, và một cái điếu, cái đuốc còn sợi dừa. Cái kéo là mình hết. Cắt nhánh cây á. Cái đuốc là để mình làm cho khói cho ong nó bay ra đúng không? Thì ở trên tay mình cũng có cầm một cái sơn nó đựng cục mật nha các bạn. Thì không biết lấy chắc có nhiều mật nên mình chuẩn bị cái thon trước nha. Thôi các bạn đi theo chân mình nha các bạn ơi. Các bạn cùng hai vợ chồng đi theo chân mình đi lấy ong ruồi nha các bạn, cùng đi nha. Thì các bạn ơi, thì mình bơi xuồng đi nha các bạn. Ui. Mình lèn lỏi qua cái chỗ này thì mình bơi xuồng mình đi. Ai đi được đi, không đi được ở nhà hả? Không đi được cũng gác đi. Té xong lội lên thay áo đi tiếp. Dạ, chừng văn thiệt đó chứ. Rồi, bơi. Bơi đi đi. Cắm đậu xong rồi các bạn. Sao đường che vậy đây, sao bơi đi được? Hai chạm này tốt quá trời ơi. Chạm này các bạn, chạm này trồng được 2 năm đúng không anh? Trồng này 2 hai mùa nữa các bạn. Mít xanh nó còn nhỏ xíu à. Chắc nó bị phèn á. Các bạn nhìn thấy dưới đây nó phèn. Trên cái gốc cây nó cũng bị phèn nữa. Chàm này là chùm liếp nha các bạn. Thì mình nghe cha mình nói cái ổ ong ruồi nó đóng ngoài này thì mình bơi mình kiếm, chứ mình cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Không biết nó tới chưa nữa. Kèo ong mật nè các bạn. Không có xuống ổ nào nha. Tới chưa? Kìa các bạn, nó có dây nhìn nhện nè các bạn. À, chắc các bạn không thấy à. U chàm này nó còn nhỏ mà nó có bông kìa các bạn. Nó còn nhỏ mà nó có bông nè. Nè. Nó còn nhỏ mà nó có bông chàm này. Cạn luôn cái gì anh? Khô luôn hả? Diễn này đi gài. Hả? Cha chỉ là chỗ nào mà có cái gác, cái mấy cái lá cây mà cha dắt ở trên cái cây. Cha chỉ cũng biết đường kiếm luôn. Không biết nó còn ở ông không nữa là nó đi mất tiêu rồi. Chưa, ngoài này cũng có mũi nữa nè. Cây kẹo nữa kìa các bạn. Cười gì anh thấy cái cây nó có ẹo ẹo không? Để là cho cái tổ ong nó đóng đó. Ây da. Anh ơi, anh ơi, đàng hoàng coi. Nắng quá các bạn ơi, giờ là 11 giờ, 12 giờ trưa các bạn. Thì mình đợi nó nắng, mình mới dám đi ra đây nha các bạn. Chứ ban ngày mình dắt sáng tầm khoảng 5-6 giờ hoặc 7-8 giờ. Thì ở đây nó khá là nhiều muỗi luôn các bạn. Sáng sớm mình không dám đi ra lấy ong. Mình đợi trưa mình ra lấy một chút các bạn. Thì nó vừa đỡ muỗi nữa. Ở hai bên đây là mình đều trồng tràm hết nè các bạn thấy không? Chuyên bên tràm. Ở đây khá là rậm luôn các bạn, mình bơi qua cái phần rậm này chắc mình nghĩ nó cũng xa, chắc nó cũng gần tới chỗ ổ ong rồi các bạn. Hồi nãy cha chỉ thôi chứ mình cũng không biết cái ổ ong nó nằm ở đâu nữa. Có khi nào nó ở bên đây không ta? Mấy bên đây nè. Nãy giờ lên nhìn bên đây không mà nó mọc ở bên đây rồi sao? Nước này nó sắp cạn luôn các bạn, nó khô luôn rồi. Sắp hết bơi xuồng được rồi.
Này thì là bơi cũng xa mình chưa kiếm được, phải không? Thì mình sẽ đảo lại mà giờ một vòng nữa mình kiếm nha các bạn. Cha chỉ ở đâu mình cũng không biết luôn. Mà bơi gần gần lên tới hậu rồi, cho nên lên tới 14 luôn các bạn, mà mình chưa thấy câu ong ruồi nó nằm đâu hết trơn. Giờ mình bơi quay về mình kiếm nó nha các bạn. Mình lên mình kiếm coi nha các bạn, tại vì cha nói là làm dấu cái cục gác, mình thấy cái cục gác đó thì lên kiếm không thấy câu ong đâu chứ mà. Kìa anh. Đây nè. Đó. Đang nè, cái chào thằng này nè. Nó. Cái ổ gì đó này. Ừ. Cái ổ kiến các bạn ơi. Này các bạn à, thấy ổ ong ruồi à. Cuối cùng cũng đã sao. Sao gần nửa tiếng hồ bơi xuồng tìm tòi học hỏi thì cuối cùng đã thấy được ổ ong ruồi. Đốt đuốc các bạn. Trước khi lấy ong ruồi mình đốt đuốc các bạn. Để mình tạo khói á. Còn mình thì mình lấy cái lưới mình chùm cho cái mặt mình cái đó. Ok các bạn. Để lại gần gần sát sát vậy. Không lấy kéo lên à? Nó dài quá. Cất cái tàn anh này. Cất cái tàn bỏ đi. Sao vậy? Cái già. Lụm gì câu cá anh? Con không được, già khăn. Dạ, cục mật nữa các bạn. Mình các bạn. Vậy mình lụm cục mật mình đem xuống xuồng. Các bạn cũng cùng mình thu nhập được không các bạn? Trời ơi, hết biết giờ, nãy giờ kiếm bơi muốn chết luôn các bạn. Ủa ông mà giờ đi xuống xuồng các bạn. Được cục mật. Được cục mật. Bây giờ chiếc xuồng cho đi luôn rồi. Rồi đeo cái này không thấy đường đi. Đeo cái này không thấy đường đi. Chiếc xuồng cho luôn rồi, được cục mật chà bá luôn. Hồi vô trong nhà lấy ổ trong nhà đó các bạn. Cái chỗ ông ở đây mà bơi tới trên hậu chứ. Anh ăn thử anh. Bỏ vô đó luôn hả? Wow. Cục mật. Vô lấy ổ ong kia các bạn ơi. Dạ. Này các bạn ơi, mật này các bạn. Lấy được cuối cùng cũng đã lấy được cái ổ ong mật rồi các bạn. Này các bạn, ý da. Wow. Anh ăn không? Em ăn thử ổ này nha. Này các bạn, mật nó chảy ra này, nhìn ngon lắm luôn các bạn. Ong ruồi này nó khác chứ ong mật các bạn. Ong ruồi này nó cái lỗ của nó nhỏ hơn các bạn. Đúng không anh? Con ruồi nó cũng nhỏ nữa. Các bạn nghe tiểu ruồi này nó nhỏ hơn con mật rồi. Còn ong mật nó bự hơn, ổ nó cũng bự hơn nữa các bạn. Mình sẽ cắn thử một miếng nha. Thì các bạn cuối cùng cũng đã lấy được cái tổ ong mật rồi các bạn. Thì mình sẽ cắn thử một miếng nha. Rồi các bạn ơi, mình sẽ cay, né cay các bạn ơi. Chuẩn bị cạp thử cục mật nha các bạn. Thử nó ngon cỡ nào. Các bạn. Rất là ngọt luôn các bạn. Nó có cái sáp ở ngoài á. Cái sáp của nó ở ngoài nó cứng cứng các bạn. Mình ăn mà nhớ nhả cái xác nó ra các bạn. Các bạn, cái xác nó cầm lên. Ngon lắm luôn. Ăn miếng nữa đi. Ăn thêm miếng nữa nha các bạn. Các bạn, ngon quá. Ngọt quá các bạn ơi. Mình đi lên lấy tiếp ổ thứ hai nha các bạn. Mình xách cái cục mật này lên luôn nha. Giờ theo chân anh Liêm đi lấy ổ tiếp thứ hai nha các bạn. Các bạn để mình giờ cái cục mật lên. Đó, nó quay ngược xuống luôn. Giờ mình đi lấy tiếp ổ nha các bạn. Giờ các bạn mình lấy được cái cục mật rồi, giờ mình đi lấy. Mật này nó ăn chị đa vô tử các bạn. Ăn vô nó ngọt lắm luôn, gắt cổ quá.
ăn vô khát nước quá các bạn ơi. Giờ mình lội vô bờ này, mình lấy thêm ổ ong nhỏ hơn ong này chút nha các bạn. Chắc mình nghĩ nó chắc cũng có mập. Giờ lại tiếp tục đi kiếm ổ ong thứ hai. Cha mình chỉ nó vòng vòng ở trong đây nè các bạn. Ổ ong này đâu? Tiếp tục lội đi xách cái này mỏi tay quá hả? Đi kiếm tiếp theo. Thấy chưa anh? Đi ở đây có mía nè các bạn. Mẹ mình trồng mía nè. Em khỏi đeo anh. Ôm ở đây. Ôi anh trong đó vậy nhỏ xíu rồi. Ông ở đây ra quá. Một chút da xíu, ông ở đây ra quá. Giờ lội vô nhà các bạn. Quay lại cho anh. Ý, dính à. Không. Hay đem vô nhà đi rồi ăn. Cái kéo ghê quá anh à. Ngon không? Ngon quá bà. Ăn đi. Có chừng có cục tàn nó rớt á. Ừ. Cắt cục tàn thể vô đây đi. Quá. Thôi. Ê. Sao bỏ tàn chi vậy? Ê, để làm gì vậy? Không ăn nữa hả? Thôi nói. Giờ mình lấy được khay ổ rồi các bạn. Thì chắc cái video của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn. Vài bữa mình sẽ lấy ông rùa, mình sẽ quay lại cho các bạn xem nữa nha. Hẹn gặp các bạn, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, bye bye. Đây là thu hoạch của mình nè các bạn. Lấy được hai ổ ong mật, ổ hai ổ ong ruồi. Ong ruồi này nó nhỏ hơn ổ ong mật nha các bạn. Này các bạn nhìn thấy không? Cục mật bên đây nó non, cục mật bên đây này nó già nữa các bạn. Mật ở đây nó quay để mình quay nè, nên các bạn xem. Nè. Hồi nãy mình cắn lên nhỏ nữa các bạn. Hai cục mật luôn. Đây. Thu hoạch được hai ổ ong ruồi và mình đi vô nhà nha các bạn. Nếu mà các bạn nào cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh và subscribe nha các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video với mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.